đầu xuân năm mới cho Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý vị và các bạn lời chào, lời chúc năm mới đến tất cả mọi người, mọi nhà được bình an, được an khang thịnh vượng, được phát tài, phát lộc cho một năm bội thu và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Và ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn về tử vi ngày thứ ba, mùng 8 tháng 2 năm 2022. Theo âm lịch là hôm nay là ngày mùng 8 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh, trường lưu thủy, ngày Nhâm Thìn tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, trường lưu thủy, kỷ tuổi, bính tuất, giáp tuất, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành thủy cục, xung với Tuất, hình Thìn, hình Mùi, Hải Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Thân, Bính Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp, tốt mọi việc, sao Thiên Phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng, sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Nguyệt Không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Lộc Khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao Thiên Tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao Cửu Không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao Quả Tú, xấu đối với cưới hỏi, sao Phủ Đầu Giát, kỵ về khởi công, động thổ, sao Tam Tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Không Phòng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính tây. Và sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn nhanh chóng chinh phục được đích đến của mình đã đặt ra. Chỉ cần bạn giữ vững được quyết tâm, không sao nhãng những công việc mà mình đang làm thôi nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi Tý, đây là ngày thích hợp để cho những bạn làm kinh tế đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh cho những ngày đầu năm mới. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có được nhiều cơ hội hợp tác với nhiều đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, hứa hẹn sẽ thu được nguồn lợi nhuận lớn trong tương lai. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy chuyện tình cảm gia đình của bạn trong ngày hôm nay đang có nhiều dấu hiệu rạn nứt. Có lẽ với bạn tuổi Tý đã quá tập trung cho sự nghiệp của mình mà bỏ quên tình cảm gia đình, tình cảm với người ấy. Và dù bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa, bạn hãy dành thời gian cho nửa kia của mình nhiều hơn bạn tuổi Tý nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đưa ra được những quyết định về đầu tư chính xác. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, mở rộng mối quan hệ xã giao với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, không nên cố tình lờ đi những xích mích trong chuyện tình cảm. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 59, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có điểm báo sẽ có nhiều chuyện xảy ra liên tiếp không theo như ý muốn của mình khi bạn đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tương phá gây ra. Với bạn tuổi Sửu, rất dễ rơi vào trạng thái chán nản, thất vọng với những việc tưởng như là thuận lợi, bỗng bất ngờ gặp phải trục trặc. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải đề phòng có kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Những kẻ nhiệt tình hay nói lời bùi tai với bạn, chưa chắc đã là đối xử thật lòng với bạn, nhất là khi bạn tuổi Sửu đang ở vị thế người lãnh đạo, có nhiều kẻ hưởng lợi từ bạn nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, may mắn là bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn là người tài giỏi, giàu kinh nghiệm, nhưng nhiều khi bạn lại quá bảo thủ, không chịu tiếp thu những cái mới. Và bạn tuổi Sửu hãy thử bước ra khỏi thế giới của riêng mình, bạn sẽ nhận thấy có nhiều điều thú vị và đáng để học hỏi hơn bạn tưởng tượng. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc gặp phải nhiều trở ngại bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, không nên quá buồn bã, chán nản. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, cẩn thận kẻo lại bị kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cố gắng vượt qua trở ngại, thách thức. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 69, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dần có thể sẽ có được cơ hội phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay nhờ với những trò chơi may rủi. Và bạn tuổi Dần, bạn cũng cần phải có cách chi tiêu sao cho hợp lý khoản tiền này, chứ không nên lãng phí cho những việc mua sắm phù phiếm nhất thời của mình nhé. Với bạn tuổi Dần, những người chăm chỉ làm thêm cũng sẽ nhận được một khoản thù lao xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Và đây chính là động lực để cho bạn tuổi Dần tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình, nhằm để cải thiện mức sống của cả gia đình mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có màu khác với Thổ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dần sẽ nảy sinh những mâu thuẫn với con cái hoặc là cha mẹ của mình trong gia đình. Và khoảng cách giữa các thế hệ rất dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng. Đôi bên đều cần phải lắng nghe đối phương một cách nghiêm túc, cởi mở hơn nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, có được cơ hội phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, không nên tiêu xài một cách quá lãng phí. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến của người khác nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nên lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ, con cái của mình hơn nữa. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 12, số 88, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc lá tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão trong ngày này đang có được báo hiệu với những kế hoạch mà bạn đã đặt ra từ trước đó. Ngày hôm nay bạn thực hiện sẽ gặp được nhiều điều kiện thuận lợi. Bạn mệnh dần trở nên tự tin với những quyết đoán của mình, không còn lo lắng quá nhiều khi phải đối diện với những khó khăn nữa. Và bạn đã nhận ra rằng mình cũng có được những điểm mạnh riêng nữa. May mắn hơn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp được ngày có vận quý nhân xuất hiện để giúp đỡ cho bạn chỉ ra đường hướng khắc phục những khó khăn, khúc mắc đã tồn tại trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và cũng như là đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Với bạn tuổi Mão, cần phải chú ý học hỏi nhiều điều hay từ người ấy nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có màu khác với thổ, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là hãy quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Và nếu như hai người cứ tiếp tục lạnh nhạt với nhau như vậy thì rất dễ có kẻ thứ ba xuất hiện tìm cơ hội để chen chân vào mối quan hệ này của bạn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy tự tin hơn vào khả năng của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, kế hoạch đề ra phát triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tìm ra định hướng cho tương lai của mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vợ chồng không nên cãi cọ, chiến tranh lạnh với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 72, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này bạn đang có điểm báo trở nên cực kỳ là cố chấp, do bạn đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành Thìn tự hình. Với bạn tuổi Thìn, bạn cho rằng việc hợp tác hay là lắng nghe lời khuyên của người khác là hoàn toàn thừa thãi, bởi mình chính là người tài giỏi nhất nữa đó nhé. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng sẵn sàng để tranh cãi, gây gổ với những người có ý kiến trái ngược chiều với mình. Và đây là lý do khiến cho người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn, khiến cho bạn dần có thể trở thành đối tượng bị cô lập nữa. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần quan tâm, nhìn nhận tới vấn đề trước mắt cho thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình. Với bạn, không thể nào biết rõ được mọi chuyện trên thế giới này, chỉ có sự khiêm tốn mới giúp cho bạn tiến bộ hơn được nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, cứng đầu, cố chấp trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, có xu hướng tự cô lập bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, sẵn sàng đối đầu với những người có ý kiến trái chiều với mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nhìn nhận vấn đề trước mắt sao cho thật rõ ràng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy lắng nghe lời khuyên của người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 85, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc lá tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là bạn Tử Tỵ trong ngày này đang có điểm báo sẽ có sự cạnh tranh rất khốc liệt với đồng nghiệp, đối thủ trong ngày hôm nay. Và ngày này với bạn Tử Tỵ đang phải chịu tác động của thiên quan chiếu mệnh, và dù bạn cố gắng dị hỏa vi quý đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi những điều không như ý muốn xảy ra với mình nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn Tử Tỵ, hãy tập trung giải quyết những công việc của mình, hạn chế mâu thuẫn với người khác nếu như bạn muốn một ngày làm việc trôi qua nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn Tử Tỵ, bạn cũng không nên qua lại với những người có chức quyền, kéo lại rước họa vào thân lúc nào không biết. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn Tử Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho Thổ vượng. Cái điều này cho thấy bản mệnh Tử Tỵ đang có được ngôi nhà khá yên bình, gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn. Sau một ngày làm việc đầy vất vả, với bạn Tử Tỵ, bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi về đến nhà mình và nhìn thấy người thân yêu của mình trong bầu không khí vui vẻ, đầm ấm. Về câu quyết cho bạn Tử Tỵ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, dễ vướng phải họa thị phi, tranh cãi trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hãy tập trung vào công việc của mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, luôn yêu thương và trân trọng gia đình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đừng có để cho người khác cố cớ chê cười mình nhé. Về đánh giá của bạn Tử Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 78, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, của nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có họa sinh cho Thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, và dù bạn có gặp phải khó khăn đi chăng nữa, trong ngày hôm nay với bạn cũng không đáng lo ngại, bởi xung quanh bạn luôn không thiếu người ra tay sẵn sàng giúp đỡ cho bạn nữa nhé. Và trong gia đình với bạn Tử Ngọ luôn quan tâm nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng luôn được in ấm, mái ấm gia đình luôn được tràn ắp niềm vui. Và đây là thời điểm thích hợp để cho hai người cùng lập ra những kế hoạch xa xôi và cụ thể hơn nữa cho tương lai của mình. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm Nhâm Dần. Ngày này theo nhị thập bát tú nên kiêng cự những công việc như là chôn cất, cưới gã, xây cất, trổ cửa, các vụ việc làm thủy lợi. Và ngày này xem tử vi cũng chỉ ra rằng theo Hải Thượng Lãn Ông, nhân thần ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy với bạn Tử Ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Nếu như trong ngày này với bạn Tử Ngọ có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây để gặp được nhiều may mắn thuận lợi hơn với mình. Về câu quyết cho bạn Tử Ngọ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, luôn quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, vợ chồng đồng lòng vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, thực hiện công việc theo kế hoạch mà bạn đã đề ra. Về đánh giá của bạn Tử Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 67, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày có chính Ấn Độ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mùi đang có quyền cao chức trọng sẽ nhận được sự kính nể của mọi người xung quanh. Bạn mệnh tuổi Mùi có thể sẽ dẫn dắt cấp dưới đi tới thành công và gặt hái được những thành quả rất đáng ngưỡng mộ nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn cần phải đặt ra những mục tiêu có tham vọng hơn, đừng có dễ dàng, hài lòng với những gì mà mình đã làm được. Và nếu như bạn dễ dàng, hài lòng, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ và tạo ra cơ hội cho người khác vượt mặt mình nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn hơn trong công việc, tránh được những rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Vài câu quýt cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy là người lãnh đạo, dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa không nên dễ dàng hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ hãy đặt ra những mục tiêu có tham vọng hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc xuất hành đi xa theo những hướng tốt sẽ tốt hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 77, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn trong ngày hôm nay làm việc gì cũng vô cùng là hiệu quả. Và nếu như bạn tuổi Thân biết phát huy được điểm mạnh của mình, sẵn sàng đứng ra nhận nhiệm vụ thì bạn hoàn toàn có được cơ hội lọt vào mắt xanh của những người lãnh đạo được cất nhắc trong tương lai nhé. Trong ngày này, đối với những ai cần tham gia thi cử, ứng cử hay là xin việc cũng sẽ gặp được nhiều yếu tố thuận lợi. Tuy nhiên, bạn vẫn không được chủ quan, lơ là. Nếu như muốn đạt được số điểm cao, bạn cũng cần phải ôn luyện kỹ càng, vững về tâm lý, về tinh thần, tự tin khi bước vào phòng thi nữa. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với những người khác giới đang vô cùng là hòa hợp. Nếu như bạn đang còn độc thân và đang có người tìm hiểu mình, bạn nên cởi mở hơn và cho đôi bên cơ hội để tìm hiểu nhau nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, hào hứng mọi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, gặp nhiều may mắn khi tham gia thi cử, ứng cử. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tin tưởng vào khả năng, năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 67, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ. Cái điều này lại khiến cho bạn đang có sự do dự, thiếu đi sự quyết đoán, đặc biệt là trong những quyết định liên quan tới tương lai của mình. Và nếu như bạn đang còn băn khoăn, bạn hãy thử hỏi hay là tham khảo ý kiến của những người đi trước đáng tin cậy để sao cho có được những sự lựa chọn đúng đắn nhất cho mình nhé. Và trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Dậu ngày thứ ba này, bạn là người nổi bật và được nhiều người yêu mến. Bạn tuổi Dậu luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời tránh xa những kẻ có ý đồ xấu, không vướng phải chuyện thị phi. Ngày này, bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cũng sẽ giúp cho mối quan hệ gia đình của bạn đang rất hòa hợp. Và gia đình chính là động lực giúp cho bạn không ngừng phấn đấu để vươn lên, không chịu đầu hàng, cho dù bạn phải đối diện với nhiều khó khăn đi chăng nữa. Vài câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy chưa có được định hướng rõ ràng cho tương lai của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa hay chần chừ, do dự, thiếu đi sự quyết đoán. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy thử tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm xem sao. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ xã giao phát triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, không ngừng cố gắng tiến lên phía trước. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 75, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung. Cái điều này khiến cho công việc của bạn gặp phải nhiều trục trặc, và nếu như bạn tuổi Tuất là người mắc phải sai sót thì bạn hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về mình và tìm cách khắc phục sự cố, chứ không nên tìm cách trốn tránh hay là đùn đẩy cho người khác. Trên phương diện tài lộc, với bạn tuổi Tuất trong ngày này, đối với những người làm kinh doanh buôn bán thì không nên ký kết những hợp đồng quan trọng với những đối tác trong ngày hôm nay, và nếu không bạn sẽ rất dễ mắc phải những sai sót, sai lầm, rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn. Và nếu như bạn muốn làm giàu thì không nên nóng vội nhất thời được bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này làm cho bạn cần phải chú ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình, tránh tham công tiếc việc dẫn đến tình trạng sức khỏe bị lao lực. Chỉ khi sức khỏe được khỏe mạnh, đầu óc mới minh mẫn thì bạn mới có thể đạt được hiệu quả cao trong công việc mà thôi. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, công việc vướng phải nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, không nên đổ trách nhiệm cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tránh ký kết những hợp đồng có giá trị trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, chờ đợi thời cơ khác thích hợp hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 54, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân nên biết cách giữ khoảng cách với mọi người, đặc biệt là những người khác giới. Bạn chớ nên tin theo lời đường mật của người xa lạ, không nên dễ dãi và rất dễ khiến cho bản thân mình phải gánh chịu hậu quả về sau này. Và trong ngày này, đối với những người đã có gia đình rồi thì cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, chứ không nên ích kỷ làm mọi việc theo cảm xúc của riêng mình. Và nếu như bạn muốn xây dựng được gia đình hạnh phúc thì cần phải học cách đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia để suy xét và hiểu cho đối phương của mình nữa nhé. Trên phương diện tài lộc của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, bạn gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho những bạn làm ăn kinh doanh, làm nghề tự do sẽ có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Với những mối đầu tư hoặc là đối tác trước đó của bạn đã mang lại hiệu quả bất ngờ nữa rồi. Về câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, đề phòng những đối tượng tiếp cận với mình đang có ý đồ xấu. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, quan tâm nhiều hơn tới nửa kia của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, nhận được tiền lại từ các mối đầu tư, hợp tác làm ăn trước đó. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 75, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.